quý vị và các bạn, theo thống kê thì hiện nay đã có tới hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học. Như Thái Lan, một đất nước chuyên cung cấp xe máy hàng đầu cho Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng như là Rim, Way, thì từ năm 2008 đã đưa xăng E20 tới E85 vào thị trường nội địa. Và từ năm 2007 thì xăng E85 đã được sử dụng tại Áo và Pháp, còn tại Đức là năm 2008. Còn với nước Mỹ thì trong số 250 triệu phương tiện sử dụng xăng, với hơn 170.000 trạm bán xăng thì có đến 2.000 trạm bán xăng E85. Và Mỹ cũng là nước tiêu thụ lượng ethanol lớn nhất trên thế giới, chiếm 60% tổng sản lượng. Trong khi đó thì tại Việt Nam, người tiêu dùng dường như vẫn chưa quan tâm đến loại xăng sinh học này. Cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để có thể tận hưởng nguồn lợi chính đáng từ loại xăng sinh học E5. Chính vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ và hiểu đúng về chất lượng sản phẩm cũng như những lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường mà loại xăng này mang lại. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay. Xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu, thế nên những thay đổi trong sản xuất kinh doanh mặt hàng này đều ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện sử dụng xăng sinh học, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học, góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy vậy, thông tin này vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Thường ngày em đổ xăng 95, còn xăng E5 thì em cũng chưa nghe thông tin là sau này sẽ không còn đổ xăng 95 thường nữa mà sẽ chuyển qua xăng sinh học E5. Em chưa nghe tin nữa. Thì bình thường á thì là Phong vẫn hay đổ xăng 92 hơn là xăng 95. Thực chất thì chưa có biết được là sắp tới sẽ có cái xăng sinh học E5 hay là gì cả. Xăng sinh học E5 thì em đây là lần đầu tiên em nghe, nhưng mà nếu như mà có thay đổi xăng đó thì em sẽ sử dụng. Xăng A92 hay xăng A95 về bản chất đều là xăng khoáng, tức là lấy từ nhiên liệu hóa thạch. Sản phẩm tạo thành sau khi đốt cháy nhiên liệu bao gồm khí CO2 và CO, những khí rất có hại cho môi trường. Mặt khác, xăng E5 là loại xăng được phối trộn theo tỷ lệ 95% xăng khoáng thông thường, xăng RON92 với 5% nhiên liệu sinh học là ethanol, cồn E100. Ethanol trong xăng được điều chế từ các hợp chất có nguồn gốc từ động thực vật như chất béo, ngũ cốc, chất thải nông nghiệp, rơm rạ. Theo các nghiên cứu, xăng sinh học E5 khi đốt cháy có mức khí thải độc hại thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu hóa thạch thông thường. Kết quả thử nghiệm cho thấy nhờ có hàm lượng oxy cao hơn xăng thông dụng, quá trình đốt cháy bên trong động cơ diễn ra hiệu quả hơn, giúp tăng công suất động cơ, đồng thời giảm tiêu hao nhiên liệu. Ưu điểm thứ nhất là để đảm bảo an toàn, thì chúng ta biết là khi pha ethanol vào xăng khoáng nó sẽ tăng cái chỉ số octan lên. Khi tăng chỉ số octan lên thì nó sẽ là giảm sự kích nổ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thứ hai là khi chúng ta pha xăng ethanol vào xăng khoáng thì nó sẽ làm tăng cái hàm lượng oxy trong xăng lên, thì quá trình đốt cháy của động cơ thì nó sẽ đốt cháy hết và làm giảm cái lượng thải ra ngoài, khí thải ra ngoài, cũng như chúng ta là tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Đấy là hai cái đặc tính nổi trội của xăng E5. Và như công ty chúng tôi cũng kinh doanh xăng E5 thì hiện tại là các hãng xăng si họ cũng đang sử dụng cái xăng E5, và trong quá trình từ lúc chúng tôi kinh doanh đến giờ thì cũng không có cái khách hàng nào phản ánh về cái chất lượng cũng giống như cái ảnh hưởng đến động cơ của xăng E5, và khách hàng cũng yên tâm để sử dụng xăng E5. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, văn bản hướng dẫn của Sở Công Thương và chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công ty xăng dầu Lâm Đồng đã triển khai bán mặt hàng xăng E5 từ năm 2015. Đến nay, công ty đã tổ chức bán xăng E5 tại 15 cửa hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hàng tháng, chúng tôi tiêu thụ được 800 mét khối xăng E5. Trong quá trình tổ chức bán xăng E5, đều được khách hàng sử dụng và tin dùng.
Như vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và hiệu quả của xăng sinh học E5 với các lợi ích như góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, tốt cho động cơ xe. Xăng E5 còn có giá cả hấp dẫn hơn các loại xăng khác, mang lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng, vừa mang lại lợi ích cho môi trường, đồng thời cũng là xu thế chung của thế giới trước tình hình các nguồn nhiên liệu tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt.